chào khán giả kênh Phương Dừa. Ekip của Phương Dừa đang đợi ở nhà chờ để chuẩn bị ra máy bay. Bây giờ Phương Dừa sẽ lại Phương Dừa gẹo bạn Lương Chu Kiên. Sáng Lương Chu Kiên nó bị hải quan bắt lại giữ một số vật dụng làm đẹp. Cái gì vậy trời? Chú ơi đừng có quay con nữa, con lên cái clip của chú thiên hạ cho chửi con không? Đúng rồi. Mà trong khi con thiệt là mỏng mẻm dễ thương. Con mỏng mẻm thiệt nhưng con không dễ thương như con. Chú nói bậy rồi, con có dễ thương không bộ? Sáng con đi con có bị giữ cái gì lại không? Giữ gì chú? Nè, chú Khoa sáng chú vô tình chú chứng kiến được một cái sự việc rất là thương tâm. Có một cô gái đi giữ đồ, đi giữ lại. Đây nhắc lại nữa thôi. Kiên có cái nước gì làm cho cái da mặt đó không? Cho anh mượn sức cái ơi. Dạ không, giữ. Có cái gì? Có thôi, kem dưỡng nắng không? Có xịt khoáng không? Xịt khoáng hoặc là xịt chống nắng. Có xịt chống nắng không? Dạ. Có gì không? Có gì dạ, không cho anh? Giữ có gì cho anh mượn gì? Rồi. Giữ nó hết phần nửa số mỹ phẩm của em luôn. Bị dục hết bao nhiêu? Không phải. Bao nhiêu hộp? Bởi nhiều lắm anh, nhưng mà tại vì ở nay em đem quá nhiều. Nay em tham em đem quá nhiều. Sao đem nhiều với đi 5 ngày mà đem dữ vậy? Tại em nghĩ 5 ngày em đem hoặc là nhiều. Đem qua sách hấp trên thương rồi, rồi bây giờ rồi không đem được rồi giữ dưỡng không được rồi 5 ngày đó nó xuống rồi sao? Đem qua nó uống thì gì? Đem qua em phải mua luôn. Ngân có bị giữ vậy gì không? Không anh. Em đã nhắm trước tình hình này. Thầy quý vị á, bạn thân mến là mình đi nước ngoài mình lưu ý, hoặc lên máy bay lưu ý là những cái lọ mà có dung dịch hơn nước đó là 100ml là mình sẽ bị giữ lại. Sáng bị giữ mấy lọ? Bị giữ lại 5-6. Gì dạ. Mà em làm gì mà nhiều dữ vậy? Dạ rất là nhiều luôn. Hủ gì? Một mà thật sự mỹ phẩm em mới nói nó rất là mát. Một chai nước hoa hồng, một chai tẩy trang, một xịt khoáng, một xịt chống nắng, củ kem body là năm năm sáu món. Anh cười rồi. Mà thật sự là anh sáng anh cũng biết anh bị giữ lại một xịt khoáng với một xịt chống nắng hả anh? Sao anh đồng cảm anh cười? Trời ơi, thật sự là cái củ kem dạ. Body em gấp lại hết. Nó lần đầu đi cái hên á, cái hên á làm giờ còn giữ được cái gì? Dạ dạ giữ được cũng được. Đâu còn có gì đâu. Không có lý hả? Hành lý em nhiều lắm. Dạ hả? Tại vì em cũng quên mua ký gửi nữa. Em quên mua ký gửi nữa chứ mua ký gửi là được. Cái đó ký gửi được hả? Dạ được. Xách tay không được. Dạ, xách tay không được. Anh sáng anh cũng bị giữ lại. Dạ. Sáng anh đem tiền nhiều quá bị giữ lại. Bị tâm lý. Mày đem nhiều quá giữ lại cái trời ơi buồn đau lòng luôn. Phải chi mà họ không giữ tiền của anh lại, anh mua bánh anh mua cho em được rồi. Dạ. Vừa bị giữ mỹ phẩm mà vừa bị giữ tiền. Thật sự là anh nói với mấy đứa em là sáng anh đem tiền rất là nhiều để anh lo cho đòn. Anh lo cho mấy em rồi qua bển mua. Mua thuốc ho cho bà nội gì nữa. Rồi mua đem tiền theo để ăn uống rồi vui chơi. Nhưng mà anh bây giờ anh bị giữ lại hết rồi. Không còn cắt bạc nào hết trơn rồi. Đó, cho chị Thành. Mình làm lớn chuyện đó em. Dạ. Xin giới thiệu với các em, đây là bà xã của anh nè. À, hôm nay bà xã của anh sẽ lo cho tụi em từ A tới Z luôn nha. Đó, thấy không? Đó. Cái chân tôi. Vậy mà đòn mình không lo mà đi đến chính mà không. Còn đi nói thêm như vậy qua, là qua cháy nhà. Mua cái... thêm, mình qua bển mình mua. Qua bển mình mua thêm, qua bển chắc coi xếp si thôi, không coi xếp si xô đâu. Si xô à? Xếp si xô tốn tiền lắm, nhưng mà không có gì giống. Vô uống nước thôi, vô uống nước rồi thôi mấy anh em mình sẽ vô một cái phòng. Vô trong đó ha, nó sẽ để quýt trên đây nè. Liếm để cam vô liếm. Nguyên người thật. Không có bậy này về cắt tôi vô. Thôi, không có cắt đâu. Em cắt không được. Mình biểu diễn cho nhau. Em biểu diễn cho chị coi. Chị coi vậy chứ em thường ngày. Em thường ngày nhìn không sexy chứ mà em lên đòn không sexy không, không. Không mà anh Khương cởi ra ha, xong cái đi chế sữa tươi không đường lên cái liếm. Thôi cái này quý diễn giả thông cảm nhân Kiên nữa này. Lại khán giả là lớn tuổi với nít không ơi, có cái gì coi dạ. có cái gì em coi tới khúc này là đấm. nó giỡn thôi, nhưng mà thật sự nó là vậy mà. Thật sự nó là vậy đó.
Đi, một cái vé sẽ là khoảng 2 triệu. 100 đô. Đúng rồi, khoảng 100 đô. 100 đô hả? Cả 100 đô anh. Một cái vé cả 100 đô á. Anh không biểu diễn lấy 20 đô thôi. Anh Khương kêu là anh Khương sẽ biểu diễn thay vì cho mọi người đi xem. Khương biểu diễn lấy 20 đô thôi. Giờ biểu diễn là tốn tiền Khương quá. Này quý vị các bạn hãy so sánh đây là cái chân của người đẹp nè. Chân cầu thủ nha, chân cầu thủ nha quý vị. Chân cầu thủ. Đó, quý vị thấy đó. Tập giò triệu đô nha. Thấy mấy anh em cũng vừa giải trí không vui không? Đó. Chọn con cái clip mà, con cái clip mà đua ghe lớp á. Đây mấy đứa em. Đây là cái lúc mà chờ thì mọi người thường hay bấm điện thoại. Anh không biết ngày xưa mà khi chưa có điện thoại thì ra sân bay người ta sẽ làm gì ta? Ngủ à, ta sẽ đánh bài. Người ta sẽ đọc truyện Doraemon. Hồi chưa có điện thoại là chưa có máy bay. Nên... phải không? Ủa, cái đâu này có thể đổi cho một chiếc không ta đang. Ủa nhưng mà phải không vậy mà? Anh điện thoại có trước máy bay chứ hả? Em nghĩ điện thoại phải có trước máy bay chứ. Ừ, thì anh cũng nghĩ vậy đó mà không biết đúng hay không. Đó, đây giờ đa số các bạn là ra đi đâu hay ra sân bay đều là phải là dán mắt vô màn hình điện thoại đó. Hạn chế sử dụng điện thoại nha. Nè, nhất là nhỏ này nè, vô điện thoại nó coi bậy bạ nè đó. Đây, coi bậy bạ nè. Wow, tự sướng. Tự thương phải tự về mà. Giới thiệu Tú. Xin chào tất cả mọi người, xin chào khán giả của kênh Khương Dừa. Mọi người đã sub kênh Ngọc Tú Official chưa ạ? Này đi Thái Lan mà màu quấn cái khăn rằn giống đi miền Tây. Dạ em ở miền Tây mới lên. Này đi giống đi miền Tây. Tập Nguyễn Thiên Ngân Dừa mới phát biểu thì dạ. Em nghe đúng một tiền đi nha. Sáng nay đi chị nha. Một cái vali em đồ. Đúng mà chị nhớ hả? Lấy kéo vali mạnh luôn đi. Bạn nào kéo vali mạnh luôn đi. Hy vọng mới là. Rồi chị đang cao tay. Đúng không chị Thanh? Let's go. Thì mặt thì bắt thì hẳn luôn thôi. Rồi bây giờ Khương Dừa sẽ đi ra sân bay nè quý vị nha. Tới đây là người ta còn giữ nữa đó, người ta còn lấy đồ nữa đó. Không, ta còn kiếm đồ nữa đó. Nhưng mà hy vọng là cái chuyến đi mà qua Thái Lan ủng hộ em cũng như vậy. Cũng sẽ đông như vậy. Đi thi phải không? Ok. Dạ ok. Hồi khi nào tổ chức vậy ta? Dạ khoảng giữa năm sau anh. Giờ đăng ký được chưa? Chưa phát động, chỉ mới khởi động thôi. Theo dõi thông tin đăng ký đi, anh sẽ hỗ trợ em tổng lực luôn để em đặt giải vừa. Để em đặt giải thế truyền thông rồi các kiểu rồi kêu gọi tài trợ rồi. Em mình thấp quá, mình đừng có đứng gần người cao ha. Không, cho Kiên đi dạy câu góc thôi. Còn chị Ngà thì chị Hà nên đứng một mình ở nhà. Đây, bây giờ đoàn Khương Dừa chuẩn bị đi ra máy bay nha quý vị. Dạ. Quá bào. Hồi sáng Khương Dừa cũng bị giữ một món đồ nữa là cái mỏ lết để Khương Dừa sửa xe á. Khương Dừa cái xe của Khương Dừa nó hay bị xe của em á chị, nó hay bị vụt cái kính chiếu hậu. Cái em lấy cái mỏ lết á, em bỏ một cặp luôn. Em dặn không giữ cái bộ lết này em luôn. Không chỉ cần với em mình thôi. Mai chiều cái kính chiếu hậu của em nó sẽ bị rớt ra ngoài luôn. Ủa sao em bỏ cốp xe? Bỏ cốp xe cái nó lâu quá, mình bỏ cái túi nè, cái mình nó vuột cái mình lấy mình dặn liền. Ông nào vậy, người ta ra tiệm người thay bà nó cái kính chiếu hậu cho rồi. Đâu có, nó vuột ngóc thôi, dặn lại hơn đi đâu. Rồi hôm nay Khương Dừa với lại ekip sẽ đi đi Thái Lan mấy ngày nha quý vị khán giả. Khương Dừa sẽ cập nhật những cái nội dung hay vui cho quý vị khán giả xem. Quý vị nhớ coi kênh của tôi nha. Tôi qua bển tôi sẽ kiếm trai Thái Lan mà đẹp tuyệt đẹp. Tôi kiếm trai Thái Lan mà đẹp tuyệt đẹp. Tôi quay cho mọi người coi nha. Mọi người thấy được con mắt. Mọi người ơi. Ngày qua em lên. Thấy được con mắt. Tôi kiếm trai Thái Lan tôi quay cho mọi người coi. Ôi, sao mấy người thường thường thấp không được cao như chị, thường chân nó sẽ to hả chị? nó phải chịu đựng cái thân hình mình hả? Ừ. Nên cái chân nó sẽ to ra. Không rồi đó, cái chân chị nó cũng nhỏ. Còn cái mình của em đi, nhỏ nè nên chị đi đá cho được tiền quốc gia đó nên. Dạ dạ. Bự. Ê, cái ông Tây làm sao cái mặt ổng có vẻ như khó chịu với chị á. Vậy hả? Làm như cái ông Tây chị lùng hay gì. Dạ rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều nha. Bây giờ Khương Dừa sẽ
đi lên máy bay đây. Dạ chào tạm biệt quý vị, dạ hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Bye bye mọi người, à cảm ơn mọi người nhiều.